Everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game One Piece ha. Thì con này mới lúc mà Heo quay cái video này thì em nó đang ở cái server 6. Ok, để quay ở server 1 đi, cho nó nhiều người chơi. Với lại mấy cái server cũ nó có mấy cái tướng mà anh em nâng cấp lên nhiều anh em. Cái này open được 2 ngày rồi hả? Nó ra được 2 ngày rồi. Để quay ra server 1 chơi cái. Đây, nãy thì ở server 6 hả? Bây giờ chúng ta sẽ qua server 1. Đó, mới có 6 chọn thằng lô đi. Mới có 6 server à. Game của Milu hả? Ok, dạo này game của Milu nhiều anh em tạo tài khoản không được. Theo thấy dễ mà ta. Tạo mấy cái tài khoản bằng chứng minh nhân dân có sẵn đó. Cần cả hơn 500 cái chứng minh nhân dân có sẵn thì nhập DO đi anh em. Thế nào cũng được mà. Theo tạo lần nào cũng được mà nhiều anh em tạo không được. Quá tăng. Ok, cái bản này thì mới ra 6 server hả? Nhưng mà lúc mà up lên thì chắc lúc đó cũng 9, 10 hả? 12 cái server gì rồi. Game của Milu á thì nó có một cái nhược điểm anh em. Nó có hai cái, một cái là chúng ta không có thể đăng ký tài khoản dễ dàng và nó không có cái nhân 8. Ngộ vậy đó. Nè, nó đâu có nhân 8 đâu. Còn thằng 3733 thì nó cài nhân 8 sẵn luôn hả? Ok, rồi cái này chúng ta méo bỏ qua được trận đấu nữa nha. Okay, bên này toàn là đô đốc không? Đô đốc bên này là hải quân ha, bên kia là hải tặc. Ok. Không biết cái bản mới này bây giờ nó có free cái gì mới không đây. Để chúng ta vào xem thử coi sao. Thấy em nó ra server mới re-up lại là lật đật vô lụm hốt về liền. Chết tay đen đồ hả? Ơi. Trời ơi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa hả? Cũng sắp xong rồi anh em, mấy cái nữa là xong rồi. Nó cũng không có nhân 2, nhân 3 tốc độ nữa ta. Không có lần 8 đã đành, không có bỏ qua đã đành. Mà bây giờ nó còn không có cái nhân kia nữa. Nè đó thấy không? Không có bỏ qua, không có nhân 2, nhân 3 gì hết. Đậu thức chuyện thì. Này, cái này anh em nâng cộng nó lên riết thì sau này nó sẽ lên được lô lớn rồi lô ham ship rồi nhiều lắm. Bản này chơi cũng khá là hơn. Lần trước hình như nó cho là hình như là full game hay gì á. Chúng ta chỉ việc vô và cài cốt thôi. Lần này không biết là nó quy cái giống gì đây. Rồi cường quá. Rồi xong hướng dẫn đầu game ha. Bây giờ chúng ta sẽ lượn một vòng. Ở đây nó cũng cho chúng ta là 100 tệ GM ha. Mỗi ngày 100 tệ. Cho chắc 1000 quá. Đúng rồi, nó cho 1000 tệ GM đầu game ha. Ok. Thấy cũng hôm đó. Nhưng mà để coi sao. Chắc là 1000 tệ GM này là Full VIP 10. Full GM 10 quá. Thời buổi giờ nó cho toàn là full GM10 không anh em. Nè nạp 28 tệ được 1000 tệ. 1000 tệ mà không có cái có cái gút cái cột ở trên là nó là tệ GM. Có lòng, nó là cái tệ nạp. Còn có cái gút là cái tệ GM ha.
Cái này quà nạp, quà nạp thì giúp chúng ta farm phó bản hoặc là điểm danh đồ này nọ thì chắc nó sẽ có. Ở đây chỗ nhập code. Đây quà, đây là chắc một con tướng đồ. Cái gì? Đăng nhập ngày thứ 3 được 1.000 tệ nạp. Wow. 2.000 tệ nạp, 3.000. Khoan, điểm lại coi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 đủ. 10.000 tệ nạp anh em một tháng. Wow. Đó là quà phi nha. Quà phi là 10.000 tệ nạp một tháng. 10.000 tệ nạp một tháng. Rồi nhập code vô. Code là để chút quên anh em, đừng quên lắm. Ok, code thì nhập xong tí ra ngoài lấy ha. Cái code này cũng hên xui thì nó có được tướng thần thôi chứ cũng không có gì nhiều. Quà cót nè, đó. Kim cương, xúc sắc, rồi vé quay, rồi polo balan tùm lum hết. Rồi ở đây quà 7 ngày, đúng. Quà 7 ngày nay cho hôm à. Ở đây là GM. GM thì chưa, chúng ta chưa có GM nào hết. Và để coi 1.000 tệ thì chúng ta được GM bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được. Vậy là đúng rồi, 1.000 tệ. Chúng ta đăng nhập 10 ngày là chúng ta được quy mát GM 10 luôn á. Ok, rồi nè. Giờ đầu vô là chúng ta sẽ được GM 5 ha. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi mua hải lực để mà đi farm. Đầu vô cho 10 triệu hả? Mà mua hải lực là cỡ này là mua chắc cũng hơi bị mệt. Đây tướng nè. Đó. Ghê. Chúng ta có thể chọn đây. Đó, râu đen đồ hả? Rồi 1.000 tệ này thì qua ngày sau chúng ta sẽ được nhà mở. Rồi cái này thì nạp 30 tệ sẽ được ăn. Rồi đây, đó, A xe đồ hả? Rồi Chapalo, San, rồi ở đây chúng ta có Sabo, rồi Aoki nè hả. Đây tướng này trang bị. Này tướng thần nè, đây là tướng thần nè. Đó. Một server chỉ có 4 con tướng thần này thôi nha anh em. 4 con này là cao nhất rồi đó. Đó. Chúng ta lựa một con mà chúng ta nâng thôi hả. Là chúng ta cũng đủ chơi rồi, chứ không có cần mà phải luyện 4 con hay là nhiều con khác. Game này nó vậy á, chơi là cứ đè đầu một con mà chơi ha. Đồ trang bị đồ quy cũng khá thơm ha, rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ cắn hết 151 cái thể lực này. Ok, dư sức lên 50 rồi. Biết dư sức nhưng mà để coi thơm chứ bộ, nhưng mà tính ra nếu mà nó re-up là mấy cái bản mà 3D hay là mấy cái bản mà đậu xanh giờ vô đây nó re-up là mấy cái bản nó thì ốp lại hết mấy cái bản chúng ta sao ta mấy cái gì mà liên quân liên minh hải tặc đồ á, nó thì ốp là mấy cái đó coi chơi cho nó vui được chứ lâu lắm rồi không thấy mấy cái đó nó thì ốp lại luôn á. Heo đen canh me cái đó nó thì ốp lại mà chưa thấy thì nào có là heo ốp cho anh em liền luôn ha. Ok bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ farm cho hết thể lực luôn.
Nhưng mà ra chúng ta còn lấy cái vé tệ nữa hả? Ok. Rồi, lập coi được bao nhiêu vé rồi. Đổi được có 5 150 mấy vé, đổi được có 5 tệ à. Đây hồi nãy chúng ta nè, này là quà level. Ok. Bản này không biết là nhiệm vụ năng động hàng ngày nó có cho vé tệ không nữa, chứ cài vé tệ ngoài phó bản là thấy có bộ hơi khoai à. Đây, năng động hàng ngày ha, xuất sắc. Để quay tướng được ha. Mỗi ngày năng động hàng ngày là năng động 100 tệ một ngày. Hôm đấy. Ok, rồi một tuần chúng ta còn có tướng thần nữa hả? Rồi làm mấy cái nhiệm vụ thì chúng ta sẽ được mảnh mảnh tệ nữa nè. Đó, tính ra cũng thơm. Cũng thôi nha, chứ chưa nói là thơm. Thơm là trừ khi nào mà vô là có hết rồi nó mới thơm. Này đang là cũng thôi. Đây chúng ta có xúc sắc hả? Ok, hãy xuất sắc kiếm ít vé tệ nào. Má 5 hình như nó ớp đâu hả? Ok, được 5 tệ. Cứ gớt vô 5 tệ cho tôi được rồi chú ơi. 5 tệ tiếp, đúng rồi. Đó, cứ 5 tệ đẩy tới được rồi. Đừng có ra cái gì khác hết á. Đậu xanh sao quá vậy? Ok. Còn 2 nữa. Ừ, đúng rồi. Tiếp luôn. 6 nút hả? Hình như là cũng được vé tệ á. Đúng rồi luôn. Đó. Mát cái dòng này thì chúng ta sẽ được 300 tệ ha. Nói chung là vô số tệ anh em. Tệ đây nhiều lắm. Rồi đi ghép lại coi hồi nãy được bao nhiêu vé ta. Được mấy vé năm rồi ta? 6 vé năm. 6 vé năm thì chúng ta ghép lại được được 2 vé 10, 3 vé 10, vậy là 2 vé 10 chúng ta được 1 vé 30 tệ rồi nè. Đó, bây giờ kiếm thêm 2 vé 10 nữa. 2 vé 10 nó kiếm ở đâu ta? Hơi khoai á. 2 vé 10. Ủa, 1 vé 10 nữa, 2 vé 5. 2 vé 5 nữa. Này thì chỉ có 50 mấy thể lực thôi. Hơi khoai ha. Ok, đẩy luôn đi, biết đâu đang test mà. Là cái này đầu vô thì chúng ta cũng phải farm level rồi anh em. Farm level lên cho nó cao cao để mà chơi à. Chứ level hấp có đâu chơi. Còn không có đồ nữa mà. Ta được mua tối đa bao nhiêu ta? Đúng, hơi bị khoai ha. Mua khoảng 2, 4, 5. Ô, cũng rẻ anh em. Rẻ không? 2, 4, 5. 2, 4, 6. Ok, đẩy luôn 2 triệu mấy. Vẫn còn được. Đang cố gắng kiếm cho đủ 100 tệ. Chơi là phải chơi tới nái luôn. Chơi này là chơi test thôi nha. Nếu mà chơi thiệt thì anh em đừng có mà tiêu quan phí như heo hả. Ok. Chơi chúng ta cứ từ từ mà chơi thôi anh em. Không có gì phải gấp hết. Ok, đã hết. Rồi, làm cho ngon cái nè con. Trời ơi, má còn thiếu 10 cái kìa. Ok, bây giờ phải làm sao để kiếm 10 cái đây. Hình như ở trong này là nâng cấp đúng không? Hình như là nâng cấp.
cấp được bao nhiêu mảnh đây? Được có một mảnh à má ơi. Không ổn, không ổn, không ổn, cái đó không ổn. Nhiều đó không ổn. Bắt buộc là chúng ta phải bỏ cái hỏi lực ra, bỏ tiền ra để mua hỏi lực mà farm rồi. Hết được binh rồi anh em. Ok, đẩy đi. Tới luôn đi, hy vọng là nó sẽ đủ. Đậu phòng đó. Vì sự nghiệp, ok. Chắc là đủ rồi đó. Đó, má dư luôn, ok rồi. Rồi, đó, được thêm một vé 10 nữa nè. Rồi, hai vé 10 chúng ta sẽ đổi được vé 30. Và hai vé 30 chúng ta sẽ đổi được một vé 100 mà qua ngày hôm sau chúng ta mới đổi được. Đầu hư chuyện. Cũng may mắn là quay cái này buổi tối anh em. Chấp chuẩn bị qua ngày mới rồi. Nên là tí qua ngày mới thì heo sẽ mua luôn cái vé 100 này. Vì qua ngày mới thì chúng ta sẽ lượm được cái này hả? Ok. Ngon đấy, bây giờ sẽ đi một vòng lượng nè. Cái này là quà nạp đúng không? Hình như là quà VIP chúng ta chưa mua. Quà VIP nó nằm đây nè. Đây. Quà VIP miễn phí hả? Đồ. Miễn phí anh em. Ngon ngon ngon. Ôi ôi, quà VIP miễn phí nha. Được, được, được. Bản này có bộ hôm mà. Quà VIP mà nó cho miễn phí luôn thì hôm rồi. Mười mấy luôn. Dù trong này méo có cái gì anh em, chỉ là ba cái có thể gọi là cái gì ta, cái đó, trang bị thôi anh em. Mà dù sao nó cũng ấm lòng hả, giờ nó không cho chúng ta đâu có làm gì được nó. Ok. Thôi rồi luôn, chúng ta lỡ ăn rồi anh em. Thôi mẹ nó ăn luôn đi. Má thiệt chứ. Tính ra qua ngày hôm sau ăn cho anh em coi, nhưng mà thôi rồi luôn. Ok, rồi ăn thì chúng ta sẽ được quà nạp ha. Đó, 60 tệ nè. Đó, hát tiếc đứt ruột luôn. Má không ăn là chúng ta lụm được cái này qua ngày hôm sau rồi. Ok, thì thôi kệ. Okay. Thì cái gì anh em nào có chơi thì tải về hả. Đó, nó tính luôn cái quà nạp nha, nó nằm ở đâu mẹ nó rồi. Nè, đó. Đó. Nó tính luôn cái quà nạp nha. Anh em ăn, anh em nạp càng nhiều thì chúng ta lụm được càng nhiều. Và qua ngày thứ thứ 3 đúng không ta, quên mẹ nè. Đúng rồi, qua ngày thứ 3 đó, chúng ta ăn luôn được thẻ thẻ trưởng thành nè. Đó. Đó. Qua ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ nhận được 1.000 tệ phi nữa hả. Ok. Đây 1.000 tệ phi nè. À, nãy quay nãy ăn 70 tệ hả? Mới cho được 10 tệ là nó sẽ được một lần quay như vậy. Quay như vậy cũng chua lắm, cái gương giữa mới ngon. Đây. Nè, đó, ngày thứ 3 chúng ta sẽ được 1.000 tệ nạp thì nó sẽ khác ha. Rồi, thì anh em nào có chơi thì tải về. Má bấm ngu một cái thiệt chứ. Ok, thì tướng thì đây ha. Đó, đầy đủ hết. Anh em chỉ việc farm và làm nhiệm vụ hàng ngày thôi, nó cũng ra tướng cho chúng ta hả. Nhiệm vụ hàng ngày thì nó sẽ ra cho chúng ta 100 tệ nạp rồi. 100 tệ nạp thì được khá khá đồ. Đó, trang bị đồ đầy đủ đẹp kìa. Đó. Ở đây chúng ta sẽ đổi tướng. Đây. Tướng VIP. Má đúng một con luôn. Hồi nãy mà ăn, nếu mà để 100 tệ đó ăn là chúng ta được thêm một con tướng VIP nữa rồi. Càng nói càng tức. Ok. Rồi. Nè đó, nó vừa qua ngày mới luôn. Má còn có chút xíu nữa. Rồi ok ha. Rồi ở đây để cho anh em xem cái đội hình của người ta. Top nè. Đây top. Đó top nó chỉ đi nè thấy không. Anh em nhìn cái con Katakuri của nó nè. Đó, với con Katakuri của mình đó thấy không? Nó khác nhau. Anh em càng nâng lên là nó đổi cái ngoại trang nè. Đó, nó đổi cái hình ảnh nhìn đẹp không? Đó. Đó.
À, con Katakuri chưa nâng gì nè hả? Ba tô lọc mèo rồi đây nữa nè hả? Rồi thì link heo sẽ để dưới phần mô tả hả? Anh em nào có chơi thì tải về hả? Game thì khá là hôm. Anh em nào có chơi thì kéo xuống tải về. Mới ra có 6 server rồi. Đồ quá đẹp. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.